Xin chào các em lớp 12 nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phương pháp làm bài tập ở cái bài chất béo thuộc chương 1 lớp 12 nha tụi em. Thì công thức đại diện của chất béo này, thì chúng ta có thể đặt một công thức là RCOO 3 lần C3H5. Thì tất nhiên là gốc R ở đây là chúng ta đặt đại diện thôi. Trong những trường hợp có tên gọi cụ thể thì chúng ta sẽ có một công thức của chất béo cụ thể nhé các em. Hoặc là R này có thể là gốc trung bình nếu mà chứa trong chất béo chứa nhiều gốc axit béo khác nhau. Đặt cho chất béo là amon. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến là phản xạ phòng hóa. Phản xạ phòng hóa thì chất béo là một ester ba chức, như vậy thì nó sẽ tác dụng được với ba NaOH. Nếu ta đặt số mol chất béo là A thì số mol NaOH sẽ là 3A. Sản phẩm của phản xạ phòng hóa sẽ là glycerol là cố định này. Một chất béo sinh ra một glycerol, do đó số mol của glycerol là amon. Sinh ra muối, mà muối này dùng để làm xà phòng, đó, nên nó gọi là phản này xà phòng hóa. Rồi số mol muối sinh ra sẽ là 3A, gấp 3 lần số mol của chất béo. Các em. Thì với phản ứng xà phòng hóa này, chúng ta sẽ áp dụng hai cái định luật bảo toàn. Hai cái định luật hay xài trong một cái bài chất béo. Thứ nhất là định luật bảo toàn khối lượng này. Chúng ta có khối lượng của chất béo cộng khối lượng của NaOH. Đây, khối lượng của chất béo cộng khối lượng của NaOH bằng khối lượng của glycerol cộng khối lượng của muối các em. Đây là số 1. Đó, là một cái định luật rất là hay áp dụng. Cái thứ hai, chúng ta thấy ở đây trên chất béo có 3 nhóm COO với số mol nhóm COO là 3A, có nghĩa là bằng số mol của NaOH nha tụi em. Một nhóm COO ester thì tác dụng được với một NaOH, do đó số mol của nhóm COO này bằng số mol của NaOH bằng 3A. Từ đó ta sẽ suy được số mol của oxy trong chất béo là bằng 3A nhân 2 là 6A. Hoặc ta có thể tính ngay từ đây là A này nhân 6 oxy thì số mol oxy trong chất béo là 6A mol nha các em. Rồi, một cái điều kiện thực nghiệm thứ hai trong bài toán chất béo đó là đốt cháy chất béo. Chúng ta có chất béo này đốt cháy trong oxy thu được CO2 và nước. Thì đến đây chúng ta cũng hay áp dụng hai định luật bảo toàn. Thứ nhất là định luật bảo toàn khối lượng, thì khối lượng của chất béo cộng khối lượng của oxy đốt cháy bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng nước là cái số 3. Tiếp theo thì ta có thể áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố O ở chỗ phản ứng đốt cháy này. Số mol oxy trong chất béo cộng số mol oxy trong O2 bằng số mol oxy trong CO2 và cộng số mol oxy ở trong nước. Đây kìa. Nếu chúng ta đặt số mol oxy đốt cháy là Z, số mol CO2 là X, còn số mol nước là Y. Vậy chúng ta sẽ có cái định luật bảo toàn như thế này. Số mol O trong chất béo là 6A em ha. Rồi cộng số mol O trong O2 là 2Z. Đấy, chúng ta có Z này, chúng ta nhân cho 2 nha các em nhé. O trong CO2 là X nhân cho 2. Đấy, chúng ta có X nhân cho 2. Rồi. Và số mol O trong nước là Y nhân 1. Y nhân 1. Một cái điều kiện thực nghiệm thứ ba mà trong bài toán chất béo thường hay cho đó là chất béo này tác dụng vừa đủ với brom hoặc là hydro. Thì chúng ta có thể áp dụng cái công thức như sau. Nếu chúng ta lấy số mol CO2 trừ đi số mol nước thì biểu thức của chúng ta sẽ là bằng số liên kết pi trừ 1 nhân số mol của chất béo là A. Chúng ta nhân phân phối này ra thì chúng ta sẽ có K nhân A này trừ đi A. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu KA là gì nhé. K là số liên kết pi, thì trong chất béo đó liên kết pi nằm ở ba nhóm COO này. Ba nhóm này có 3 pi. Như vậy số mol pi có trong nhóm chức COO là 3A. Rồi 3A nữa đây. Đây, chúng ta có A này và 3 nhóm chức này nên số mol này là 3A. Vì một nhóm COO là có một liên kết pi em, 3 nhóm thì chứa 3 pi. Như vậy số mol pi là 3A. Thế thì ngoài ra trong chất béo thì ngoài các gốc R này, các gốc R nó có thể chứa các nối đôi. Thì nếu mà một nối đôi thì cộng một brom, hai nối đôi cộng hai brom, ba nối đôi cộng ba brom, có nghĩa là tỷ lệ là gì? Cứ một nối đôi cộng một brom, hay trong một nối đôi này có một liên kết pi này thì cứ một liên kết pi là cộng một brom. Như vậy số mol liên kết pi còn lại thì bằng đúng số mol brom. Bằng đúng số mol brom. Vậy K là số mol kết pi nhân cho số mol thì K nhân A là số mol pi. Số mol pi được diễn đạt như sau là bằng 3A này. 3A cộng thêm số mol của brom. Rồi, còn trừ A này chúng ta viết xuống. Như vậy khi chúng ta rút gọn lại biểu thức thì trong bài toán của chất béo ta có là số mol CO2 trừ đi số mol nước bằng 2 lần A là 2 lần số mol của chất béo cộng thêm số mol của brom. Nếu đề bài không cho nước brom mà cho là hydro thì chúng ta thay đây chính là số mol của H2. Vì sao?
vì một liên kết pi cùng cộng với một phân tử H2 nha các em. Thì đó là những cái định luật được rút ra để giải quyết một bài chất béo ở mức độ điểm là 8 cộng nha các em nhé. Rồi sau đây chúng ta sẽ giải một số câu nha em, để áp dụng các định luật chúng ta vừa rút ra ở phần 1. Câu số 1 này, chuyên Phan Bội Châu. Thì ở đây là hôm qua thầy giải thầy quên mất là cái đọc cái từ hỗn hợp này. Đó, nên hôm nay chúng ta sẽ nói lại cái câu này một chút nha các em. Thì để cho 34,46 gram này ít gồm các triglyceride, có nghĩa là gồm các chất béo đây em. Thì nó sẽ là R trung bình này, CO 3 lần, C3H5. Rồi ha, điều kiện đầu tiên là cho tác dụng hoàn toàn với hydro. Hydro này, thì hydro đề bài cho 0,1 mol. Thì đây là thu được hỗn hợp Y các em ạ, thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y, thì tất nhiên là vì là thu được hỗn hợp Y, thì chúng ta sẽ nói ở đây là chúng ta sẽ thu được một cái loại chất béo mới nha. Một chất béo mới mà ta đặt là R1 đi. Rồi, trung bình CO 3 lần C3H5. Đó, rồi. Được chưa? Thì đầu tiên chúng ta áp dụng cái định luật bảo toàn khối lượng ha. Bước số 1 này, chúng ta bảo toàn về mặt khối lượng đi. Thì chúng ta sẽ có khối lượng Y đúng không em? Bằng khối lượng của X. Em cộng khối lượng của H2 thêm vào. Được chưa? Em sẽ có ở đây này 34,46 nha, cộng thêm 0,1 nhân 2 nè, thì em sẽ có bao nhiêu nhỉ? 0 nhân 2 là 0,2, chúng ta sẽ có 34,66 gram đúng không, gram chất béo Y. Rồi như vậy ta sẽ có ở đây là chất béo là 34,66 gram chất béo Y, 34,66 gram này. Rồi OK. Rồi từ chất béo Y này, đề bài nó thực hiện các cái phản ứng như sau. Rồi tiếp theo em nha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có một cái chất béo Y mới, hỗn hợp chất béo Y mới. Mà chất béo Y này, người ta thực hiện các cái phản ứng sau này. Chúng ta sẽ viết lại nha. Chất béo Y có khối lượng là 34,66 gram nè. Chất béo Y R1 trung bình đi. CO 3 lần C3H5, chúng ta cứ đặt như vậy. Thì dự kiện đầu tiên nè, đề bài nói đốt cháy Y thì thu được CO2 và nước. Nước thì đề cho số mol là 2,09 mol. Cho số mol luôn 2,09 mol. Y này tác dụng vừa đủ với một lượng brom. Brom này. Đây. Brom đề bài cho là 0,05 mol. Như vậy chúng ta sẽ hiểu là chất béo ít cộng với hydro mà thu được chất béo Y. Y này vẫn làm mất màu nước brom, có nghĩa là trong cái chất béo, các chất béo Y này sẽ vẫn còn các nối đôi có thể làm mất màu nước brom nha tụi em. Rồi OK. Vậy thì tới đây chúng ta sẽ xử lý như thế nào ở đây đây? Xử lý như thế nào các em nhé? Thì chúng ta có này. Rồi. Đề bài nói là cho Y này tác dụng với, tiếp tục là cho chất béo Y này tác dụng với KOH này. KOH thì tác dụng với KOH là phản ứng sạp vòng hóa, thì đương nhiên chúng ta sẽ thu được glycerol nè. Glycerol ha. Và muối, đúng chưa? Muối thì muối đề bài cho là m gam muối và yêu cầu tính em m gam muối này. Thế thì chúng ta sẽ nghĩ đến một cái ý tưởng là nếu chúng ta đặt A là số mol của chất béo. A là số mol của chất béo em nha. A là số mol của chất béo này. Thì số mol của KOH gấp 3 lần. Số mol chất béo là 3A. Số mol glycerol sinh ra là bằng A. Bằng số mol của chất béo là A mol. Vậy nếu chúng ta biết được A thì áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. Ta lấy khối lượng chất béo này cộng khối lượng KOH trừ đi khối lượng glycerol là phải tính được khối lượng muối không? Như vậy thì chúng ta sẽ phải tìm cái giá trị amon này các em nhé. Và tìm cái giá trị amon này ra. Đúng chưa? Rồi. Thì muốn tìm cái giá trị amon này
thì ta sẽ đặt những cái ẩn như sau. Đặt cho CO2 là ít mol nha, chúng ta đặt CO2 là ít mol này. Rồi, CO2 là ít mol. Lượng oxy. Lượng oxy này mà chúng ta sẽ cho ở đây là z mol. Nha, chúng ta đặt là z mol này. Rồi, nha. Thì ở cái phương trình đốt cháy và brom thì chúng ta sẽ rút ra những cái định luật như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ có thế này. Khối lượng của chất béo là 34,66 gram. 34,66 gram này chúng ta coi như là gồm 3 nguyên tố CH và O. Đó, CH và O, chất béo cấu thành từ 3 nguyên tố CHO. Thế thì số mol của carbon là bằng số mol của CO2 là ít mol này. Ít mol. Số mol H trong chất béo thì chúng ta sẽ gấp 2 lần số mol nước ở đây. Chúng ta bấm 2,09 nha em nha. 2,09 em nhân 2 lên. Thì em sẽ có số mol H là 4,18. 4,18 mol. Rồi. Còn khối lượng O thì chúng ta đặt A là số mol chất béo, vậy số mol O sẽ là 6A này, 6A mol. Được chưa? Như vậy là cái phương trình số 1 chúng ta có thể suy ở đây này là tổng khối lượng 12X cộng 4,18 nhân 1 là hydro là 1 cộng cho 6A nhân 16 nhân cho 16 này thì bằng khối lượng là 34,66. Đây là phương trình số 1 đúng không em? Rồi. Ở cái phương trình thứ hai thì chúng ta áp dụng biểu thức là lấy CO2 này, em trừ đi nước nha. À, nếu chúng ta lấy số mol của CO2, chúng ta trừ đi số mol nước nè. Thì như công thức chúng ta sẽ có là 2 lần số mol của chất béo là A nè, cộng số mol brom. Rồi, anh sẽ thế tương đương vô nha. Anh sẽ thế tương đương vô nè. CO2 là ít mol này. Nước là 2,09 nè. Bằng 2A nè. Cộng số mol brom là 0,05. Thì đây là phương trình số 2. Được chưa? Ok, vậy từ 1 và 2. Từ 1 và 2 này. Đó. Thì chúng ta bấm máy, chúng ta sẽ được hai cái nghiệm mà chúng ta cần, đó là A bằng và X bằng. Rồi, bấm máy nha em. X 12 6 nhân 16 là A này. 34,66 em trừ cho 4,18. X là 1 này. A chuyển vế là trừ 2. 0,05 em cộng cho 2,09 ha. Đó, thì em sẽ có A là X là 2,22 mol. Còn giá trị A của chúng ta sẽ là 0,04 mol. Rồi, chúng ta đã có giá trị A cần thiết này là 0,04. Sau đó, ở phản ứng xà phòng hóa, lấy chất béo cộng với cao H ra glycerol cộng muối thì áp dụng định luật bảo toàn khối lượng đúng không em? Bảo toàn khối lượng nè. Thì chúng ta lấy khối lượng chất béo là 34,66. Rồi, em cộng cho khối lượng của cao H là 3A. 3A, A lúc này là 0,04. Khối lượng cao H là M lớn là 56 này. Bằng khối lượng glycerol là A. A là 0,04 này. Nhân M lớn glycerol là 92. Đó. Sau đó cộng cho khối lượng muối. Nha. Vậy em sẽ suy được số mol. À, suy được khối lượng muối ở đây. Là bằng. Rồi em chuyển vế qua. 34,66 cộng 3 nhân 0,04 nhân 56. Sau đó em trừ cho 0,04 nhân 92. Bằng. Đấy. 37,7 gram. À, vậy đáp án ta chọn là câu B. Rồi, ok. Như là xong một bài toán chất béo dựa trên các định luật mà chúng ta đã áp dụng nha các em. Rồi, ok.